Ngoài sự nghiệp gắn bó với giáo dục, ít ai biết giáo sư Nguyễn Minh Thuyết từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Với người vợ đầu, ông có hai người con đều đã thành đạt. Ở tuổi 70, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đang có một cuộc sống bình dị và hạnh phúc với người vợ kém mình 7 tuổi. Kính thưa quý vị và các bạn, ở phần 1 thì mọi người đã được nghe rất là nhiều những câu chuyện về giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, những câu chuyện ông kể về những người thầy, người học trò rất là xúc động. Và ở phần 2 chương trình, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết sẽ chia sẻ về vợ mình, những người con của mình. Trước tiên xin được hỏi ông câu đầu tiên là những sở thích của ông như thế nào ạ? Có thể nói là cái sở thích mà lớn nhất của tôi là làm việc. Thực sự là như là một người nghiện việc. Nhưng mà cái giải trí thì tôi cũng rất là thích. Đặc biệt là thể thao. Tôi rất thích bơi. Sáng nào thì tôi cũng đi bơi. Và bơi đủ một cây số thì mới lên bờ. Trước đây thì tôi có đánh bóng bàn nữa. Thế nhưng mà bây giờ thì ở cái chỗ nó không tiện đánh bóng bàn. Thứ hai nữa là cái tuổi của tôi mà đánh bóng bàn mà ham quá mà. Thì cái khớp tay, khớp chân thì nó cũng có vấn đề. Giỏi thì không giỏi, vì sao? Vì hình như những cái nghề chính của tôi là toàn học mót, học tay trái. Là nghề tay trái và học mót thôi. Không biết là có tò mò quá không, nhưng em muốn thầy chia sẻ một chút về cô nhà. Xem là thầy để chinh phục người phụ nữ hình như là cũng làm giáo dục đúng không ạ? Mình thì có khó không thầy? Rất là tự nhiên thôi, tôi nghĩ chắc là do tính tôi cởi mở và cũng tốt bụng. Thì chắc tôi được chấm. Mà hình như là phụ nữ thì bao giờ cũng chấm những người như thế nhiều hơn là những anh cao lớn đẹp trai mà lại hơi khó tính. Thì cái đấy thì tôi nghĩ chắc là như thế thôi. Thế còn nhà tôi thì trước đây dạy ở Đại học Sư phạm Hà Nội 2, sau đó thì cũng về Viện Khoa học Giáo dục, cũng đi nghiên cứu sinh. Bây giờ thì nhà tôi nghỉ hưu rồi. Mà thì có thể nói là tất cả những cái việc nhà là nhà tôi lo hết. Không phải chuyện nhỏ đâu ạ, cả chuyện to. Chuyện sửa nhà, làm nhà là một mình nhà tôi làm hết. Tôi không có năng khiếu. Thứ ba là tính tôi dễ dãi mà. Thì thợ muốn làm kiểu gì tôi cũng ừ. Cho nên là nhà tôi không tin tôi chọn chuyện đến đâu. Thì nhà tôi tự gánh vác lấy. Và quả thật là tôi thấy là nhà tôi mà đứng ra chỉ huy thì tốt hơn là tôi. Như là hai vợ chồng làm cùng nghề thì sẽ phải chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện. Những cái áp lực, ví dụ như là quãng thời gian qua thì em nghĩ là thầy cũng phải đối diện với rất là nhiều những cái áp lực từ cuộc sống, từ dư luận, từ thị phi nhóm mình như vậy. Thì bà xã chia sẻ với thầy như thế nào? Nhà tôi cũng là một người nghiên cứu về giáo dục học, về việc dạy ngữ văn cho học sinh, có cùng hai người cùng nghề. Thì cái thú vị nhất của hai vợ chồng cùng nghề là được chia sẻ và nói chuyện với nhau suốt ngày. Tôi vợ tôi thì lúc nào cũng nói chuyện với nhau. Tôi cảm thấy là giữa chúng tôi là không bao giờ hết chuyện cả. Thì tôi nghĩ đấy là cái may mắn. Thưa thầy, là trong một cuộc sống gia đình thì hai vợ chồng dù có thể là hiểu nhau đến mấy, nhưng mà sẽ có những lúc sẽ có những ý kiến khác nhau, quan điểm khác nhau ạ. Vậy thì mỗi khi mà xảy ra những cái sự tranh luận thì thường thường thầy sẽ phải nhường cô phải không ạ? Khi mà chúng tôi mới lấy nhau ấy, phân công công việc rất rõ ràng. Tôi phụ trách đối ngoại, vợ phụ trách đối nội. Cũng ít khi chúng tôi xâm phạm lĩnh vực của nhau lắm. Nhưng mà bất đồng thì cũng không tránh khỏi. Thì thường những lúc ấy là tôi phải nhắc lại cái cam kết từ đầu. Thưa thầy, là bố em cũng là một nhà giáo. Và ở tuổi hơn 70 thì ông cũng chỉ loanh quanh mấy việc như là đi tập thể dục này, rồi tiếp những người bạn đến nhà mình chơi này, rồi tham gia hoạt động tổ dân phố một chút thôi. Nhưng mà em thì em thấy thầy có vẻ như là thầy vẫn còn làm rất là nhiều công việc, thậm chí là còn làm nhiều việc hơn khi mà mình còn đương chức. Vậy thì không biết là khi nào thì thầy mới nghỉ ngơi đây ạ? Tôi cũng không biết được. Một cái người làm nghiên cứu thì có lẽ cả đời không nghỉ được đâu. Cho nên tôi chắc rằng là vẫn còn làm, nhưng mà có thể cường độ nó giảm đi thôi. Thầy có dùng Facebook không ạ? Thầy có đọc những chia sẻ của mọi người ở trên Facebook không ạ? Và thầy có thể chia sẻ. Vâng, thì tôi có hai Facebook. Hai trang ấy, một là cái Facebook để mà chia sẻ riêng trong nhà. Cái thứ hai ấy là cái Facebook khác, gọi là Facebook để ở chế độ public cho mọi người cùng vào. Cái thói quen mà đọc mạng của tôi đấy là có từ cái thời mà tôi còn làm đại biểu Quốc hội. Thì tôi cho rằng đây là một cái kênh thông tin tham khảo rất quan trọng.
Dĩ nhiên là những cái thông tin ở đó đấy thì phải được kiểm chứng. Nhưng mà dù sao mình cũng đọc là mình biết cái tâm trạng của một bộ phận nhân dân là như thế nào để mà mình có cái ứng xử thích hợp, mình có những cái nghiên cứu để đề xuất chính sách thích hợp. Xin được cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết rất là nhiều về buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Xin được chúc ông thật là nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn, hạnh phúc và có thật là nhiều những cái đóng góp hơn nữa cho lĩnh vực giáo dục. Xin chúc gia đình ông, con cái, người vợ thật là nhiều sự bình an. Xin được cảm ơn ông. Xin được cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.